35 có ba. 51 đầy đủ hợp lệ. Quen hợp lệ chủ nhân đầu tiên rồi quý vị ơi. Dòng loại 103. 103 đúng quý vị đúng là ơi. Số 9 có 1. 17. 17 có 2. 26. 26 có 3. 45. Đầy đủ hợp lệ. Chủ nhân thứ hai phải tỏ hợp lệ được quý vị ơi. Ghê quá. Dòng loại 102. 102 đúng kiểu đúng chấm lời ơi. Số 9 có 1. 17 có 2. 26 có 3. 45 đầy đủ hợp lệ. Quay tờ hợp lệ cho chủ nhân thứ 3 đúng quý vị ơi. Dòng loại 103. 103 đúng kiểu đúng chấm lời ơi. 15 26 có 2. 35 có 3. Và 51 đầy đủ hợp lệ. Dạ đúng cái gì đúng cái lời. Ủa lộn cho đúng rồi cái gì ơi. Dòng loại 102. Dạ 102 đúng cái gì đúng cái lời ơi. 10 nè. 15 có 1. 26 có 2. 35 có 3. Và 51 đầy đủ hợp lệ. Hợp lệ rồi nó cái gì ơi. Dòng loại 102. Đúng dòng loại. Số 2 lão nó mệt luôn. 26 có 2. 35 có 3. Và 51. Chủ nhân hợp lệ. Dòng loại 104. Một đủ có miệng luôn cái chữ đúng rồi. Số 9 có 1. 17. 17 có 2. 26. 26 có 3. 45. 45 có. Nó nghe là hai má bị bón hả? Làm gì nghe mệt quá vậy? Thế đủ hợp lệ thứ gì? Với cái thứ gì dùng lời chuyển qua chúng ta có 2, 4, 6, 7 chú nhân mày bắt đầu chạy trong lời này. Bây giờ mình chia điều hay mình quay số cách gì? Mày nói mày mệt không? Không mệt nói tiếp. Chia điều với cái thứ quý vị, chia điều. Nhiêu chị? Mỗi người 750.000 đồng. Nó nuốt cái lưỡi nó vô luôn á. Rồi kính thưa quý vị, dòng loại này vẫn là 40.000 đồng cho một lần vé. Và bây giờ xin mời quý vị một lần nữa hướng mắt về sân khấu và đến với những hoa hậu tiếp theo. Chúng ta cùng gặp gỡ và giao lưu Miss Echo TV. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và giao lưu Miss World Lào. Đi
ta sẽ được gặp gỡ và giao lưu Miss Universe Lào. Giảm cân quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, và một lần nữa quý vị có thể dành cho những người đẹp chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn với các bạn ạ.